Xin chào toàn thể các quý khách hàng đã quay trở lại video mới của kênh YouTube giới thiệu về sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp tại trung tâm làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên Y Ninh Ý Nam Định ạ. Và trong video mới ngày hôm nay, cơ sở sập gụ Minh Hướng lại tiếp tục lên sóng phần mộc, nhưng mẫu mã sập gụ Lào đẹp được bán chạy nhất tại cơ sở bên em, cũng như là được rất nhiều các quý khách hàng săn đón và ưa chuộng nhất năm 2023 đó ạ. Và hiện tại là em Hương đang ở bên cơ sở 2, và địa chỉ của cơ sở 2 của em là ở khu công nghiệp 1, làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Y Ninh, Ý Nam Định. Và cơ sở 1 của em có địa chỉ là ở số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Y Ninh, Ý Nam Định ạ. Và hai cơ sở bên em luôn sẵn gần 100 mẫu mã sập gụ Lào khác nhau để cho các quý khách hàng tha hồ lựa chọn, với những đủ mẫu mã đa dạng phong phú với những kích thước tiêu biểu ạ. Và ngay bây giờ đây, xin mời các quý khách hàng cùng theo chân em Hương để đi chiêm ngưỡng 4 mẫu sập gụ Lào đẹp được bán chạy nhất tại cơ sở bên em. Và cùng đi chiêm ngưỡng về từng đường nét đục chạm khắc cực kỳ đẹp của 4 mẫu sập gụ này ạ. Và phía bên tay trái của em Hương đây, đó chính là một bộ sập gụ Lào thập biểu quần mai, hay còn gọi là sập mai biểu, đang có kích thước đại là chiều dài là 2m20 và chiều rộng là 1m80. Và đặc biệt của hai bộ sập gụ này là đều được cơ sở em chạm khắc thủ công cực kỳ đẹp luôn ạ. Được chạm khắc thủ công từ bàn tay người thợ chạm có kinh nghiệm là sâu tuổi nhất tại làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên, Y Ninh, Ý Nam Định ạ. Và điểm nổi bật của bộ sập gụ này đó chính là chữ song hỷ ở giữa, kèm theo là những đôi chim điểu uyên ương đang trao mồi cho nhau ở phía bên trên. Và bộ sập gụ này được cơ sở em đục thủ công, chạm khắc vô cùng là chòi móc, được chòi móc đục thủng hai lớp luôn ạ. Từng đường nét được chòi móc sâu, móc thủng, siêu kinh bông và siêu sắc nét, tạo nên cho chúng ta cái cảm giác bay bổng với những đường nét chạm khắc giống y như thật luôn ạ. Và điểm cốt lõi của hai bộ sập gụ này đó chính là hai gốc mai già, hai cành mai già, kèm theo là hàng trăm bông hoa mai đang thi nhau nở rộ. Được điểm tích thêm là 10 con chim điểu uyên ương đang quần quanh cành mai. Đây này, được từng bộ sập gụ này được cơ sở em chạm khắc thủ công. Từng những hoa văn họa tiết bé nhất đều được cơ sở em chạm khắc tỉ mỉ giống y như thật luôn ạ. Từng những con chim điểu uyên ương đang trao mồi cho nhau, từng sợi lông chim được cơ sở em đục vô cùng là mềm mại và bay bổng, tạo nên cho chúng ta cái cảm giác như hòa mình vào với thiên nhiên. Đục rất sinh động và rất chân thực luôn ạ. Điểm theo là những con sóc đang tranh nhau chùm nho, hay là những đôi chim điểu uyên ương đang trao mồi cho nhau ở phía bên trên, đều được cơ sở em đục thủ công và đục rất sắc nét, rất tỉ mỉ. Và bộ sập gụ này đang được cơ sở em bán với mức giá là 31 triệu cho quây tam diện cổ liền, bệ liền khối dày 10 phân gỗ đặc và chân vuông là 25 phân liền khối. Và ở phần chân sập được cơ sở em đục thủ công, chạm khắc chòi móc vô cùng là đẳng cấp luôn ạ. Phần chân sập bên dưới được đục là tùng và hạc kết hợp với sóc trộm nho ở bên trên, một sự kết hợp vô cùng là tinh tế và uyển chuyển. Và tiếp đến là một đôi sập của gụ thập điểu quần mai cũng cùng mẫu bên trên đây, nhưng lại có kích thước chung là 1m60 x 2m, đang được cơ sở em bán với mức giá là 27 triệu tại cơ sở giá mộc tại xưởng sản xuất luôn ạ. Và cơ sở sập gụ Minh Hướng bên em là chuyên sâu ngành sản xuất sập gụ Lào với đủ mẫu mã sập khác nhau, từ mẫu sập trơn, sập đục, sập chạm, hay là những mẫu sập khảm ốc đỏ Singapore khác, cơ sở em đều sẵn có với những loại sập gụ Lào đẹp tiêu biểu. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay cho em qua số Zalo trên màn hình 0989 924 345.
sẽ được nhân viên bên cơ sở em tư vấn và báo giá trực tiếp cho mọi người ạ. Và các bác nào đã mua sập tại cơ sở bên em rồi thì hãy giới thiệu anh em bạn bè đến để biết thêm về những bộ sập vụ nào đẹp bên cơ sở em. Để cùng đến để ủng hộ và chiêm ngưỡng được những mẫu mã sập vụ nào đẹp nhất tại cơ sở em. Và tất cả các mẫu mã sập vụ nào từ mẫu sập trơn được cơ sở em bán với mức giá là từ 25 đến 28 triệu đồng. Thì về phần gỗ lạt được những người thợ mộc bên cơ sở em chọn những loại gỗ tốt chất lượng để tạo nên một bộ sập gỗ lào đẹp. Và em xin chào mọi người.